Nếu ông Trọng từ trần thì nội bộ Cộng sản sẽ rối loạn ra sao? Ông Trọng dù còn sống hay đã chết thì với bệnh xuất huyết não liệt nửa thân của ông ta thì gần như ông ta không thể trở lại ghế Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước được nữa. Chắc chắn ghế của ông ta sẽ bỏ trống từ đây. Đây là yếu tố sẽ làm cho chính trường Việt Nam dậy sóng trong thời gian tới. Trong chính trị độc tài Cộng sản, chỉ có quyền lợi cá nhân đặt lên hàng đầu. Mọi đồng minh hay là bạn bè đều có giai đoạn. Theo dự tính của ông Trọng thì năm 2019, cơ cấu ủy viên Trung ương Đảng và năm 2020, cơ cấu ủy viên Bộ Chính trị. Thế nhưng nay, cơ cấu ủy viên Trung ương chưa xong thì ông Nguyễn Phú Trọng không còn khả năng làm việc nữa. Ông Trọng bị xuất huyết não, có người thì cho là nhẹ, nhưng bác sĩ bảo không hề nhẹ. Và tin ông ta liệt nửa người là có cơ sở. Nhưng cho dù ông Trọng không chết thì khả năng làm việc cũng đã không còn. Như vậy, ông Trọng có chết hay không chết thì ông ta cũng để lại cái ghế quyền lực rất lớn. Hiện nay, trước mắt ông Trần Quốc Vượng sẽ thay mặt ông Nguyễn Phú Trọng điều hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Ông Vượng sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư đến năm 2021. Ghế Trần Quốc Vượng sẽ dẫn đến cuộc chiến giữa trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Ông Nguyễn Xuân Phúc là người của Nguyễn Phú Trọng, nhưng Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng sẽ là đối thủ của nhau. Nếu không giành lấy ghế Tổng Bí thư vào năm 2021 thì Nguyễn Xuân Phúc khó yên thân ở ghế Thủ tướng. Bởi vì ghế Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước sẽ có quyền cao hơn là ghế Thủ tướng. Từ nay đến năm 2021 là cuộc chiến khốc liệt giữa Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc cho ghế Tổng Bí thư. Trần Quốc Vượng thì quyết giữ, còn Nguyễn Xuân Phúc thì quyết chiếm. Mà một khi cuộc chiến Vượng Phúc nổ ra thì nó không khác gì cuộc chiến Trọng và Dũng. Trong cuộc chiến cung đình Cộng sản hiện nay, hứa hẹn nhiều trò đầu độc nhau, kẻ xanh cỏ người đỏ ngực như đã từng xảy ra. Để tố nhau nhằm hạ uy tín của nhau, các đối thủ chính trị này sẽ dùng chiêu quen thuộc là nuôi một cây bút tiếng tăm để tuồn tài liệu mật của phía đối thủ tố trên mạng xã hội. Như vậy, ghế ông Trọng chắc chắn sẽ trống và đang là vị trí mà Vượng và Phúc đấu nhau. Ghế của Vượng sẽ khiến cho Phạm Minh Chính và Võ Văn Thưởng đấu nhau. Ghế của Nguyễn Xuân Phúc thì sẽ là Vương Đình Huệ và Trương Hòa Bình đấu nhau. Kết quả sẽ xảy ra một trong bốn khả năng sau. Khả năng thứ nhất là Trần Quốc Vượng chiếm ghế Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước và Nguyễn Xuân Phúc không bị thịt thì trên chính trường, ghế Thường trực Ban Bí thư Trung ương trống. Lúc đó cuộc chiến giữa Phạm Minh Chính và Võ Văn Thưởng sẽ xảy ra khốc liệt. Khả năng thứ nhì là Trần Quốc Vượng chỉ tạm quyền chứ không nhậm chức. Sau đó năm 2021, Nguyễn Xuân Phúc ngồi vào ghế Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, ghế Thủ tướng trống nên sẽ có một cuộc đấu chí tử giữa Vương Đình Huệ và Trương Hòa Bình. Trường hợp thứ ba là Trần Quốc Vượng ngồi vào ghế Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, nhưng năm 2021 Trần Quốc Vượng không giữ nổi ghế mà bị Nguyễn Xuân Phúc đá văng ra khỏi ghế, thì trên chính trường xảy ra hai cặp đấu quyết liệt, đó là Phạm Minh Chính Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ Trương Hòa Bình. Trường hợp thứ tư, giữa Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng có một người bị hạ độc, chính trường sẽ rất rối loạn, vì đây như là một tiền đề cho quy luật khắc nghiệt trong đảng, giết người đoạt ngôi. Ông Trọng chắc chắn sẽ không còn là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước được nữa, cho dù là ông có sống hay không. Từ khi cuộc đấu đá giữa Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng nổ ra, phong trào giết nhau giành ghế như bùng phát hơn bao giờ hết. Mới từ năm 2015 đến nay mà đã bao nhiêu người bị giết rồi. Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Đinh Thế Huynh, Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang và hôm nay rất có thể là Nguyễn Phú Trọng. Chính trường Việt Nam chưa bao giờ khốc liệt như lúc này. Đến Kiên Giang, Nguyễn Phú Trọng tự chui đầu vào cái bẫy giăng sẵn của cha con nhà ba Dũng. Thực sự, Nguyễn Phú Trọng thực hiện chuyến đi đến Kiên Giang là vô cùng dại dột. Chính ông ta đã liên tục tấn công ba Dũng trong suốt hơn 3 năm qua, làm cho ba Dũng liên tục co cụm. Đất nước vỡ bờ, cái dại của ông Trọng là đến quá gần bờ cho nước cuốn trôi. Ông Trọng cả một đời mưu kế hơn người, nhưng một lần dại dột nên chuốc họa vào thân. Thực sự, từ năm 2016 đến nay, gia đình Nguyễn Tấn Dũng đã chống đỡ các đợt tấn công dồn dập từ Nguyễn Phú Trọng. Phải nói, Nguyễn Phú Trọng dựng lò đốt củi từ năm 2016, lúc nào cũng tấn công Nguyễn Tấn Dũng tứ phía, tấn công dồn dập không ngừng không nghỉ. Nhóm Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, nhóm Ngân hàng Trần Bắc Hà và Ngân hàng Xây dựng, nhóm Đinh La Thăng và PVN, nhóm Bộ Thông tin Truyền thông và ABC, và hướng trực diện đó là sai phạm đất đai ở Kiên Giang. Phải nói, sự tấn công của Nguyễn Phú Trọng dường như là một kế hoạch bủa vây kiểu thập diện mai phục, lớp lớp cạm bẫy, buộc cho nạn nhân phải liên tục chống đỡ, có giỏi cỡ nào rồi cũng có ngày kiệt sức. Đứng ở tư thế như Nguyễn Tấn Dũng thì không thể không hậm hực. Sau Đại hội 12, hai phe mạnh yếu đã đổi chiều hoàn toàn. Cánh tay mặt ngày nào là Nguyễn Xuân Phúc, đầu quân cho kẻ thù Nguyễn Phú Trọng.
Từ năm 2016 đến nay, Nguyễn Phú Trọng chỉ có tấn công và Nguyễn Tấn Dũng chỉ có chống đỡ. Điều này sẽ chất chứa thù hận, thêm thù hận. Sự ức chế ngày một gia tăng trong con người ông Nguyễn Tấn Dũng. Với tình thế như vậy thì sự nghiệp của Nguyễn Thanh Nghị bị chặn tại đây. Tuy Hồng Cứ Kiên Giang là vua một cõi, nhưng với tham vọng của Nguyễn Thanh Nghị không dừng lại ở đó. Cậu ta luôn muốn vào Bộ Chính trị chứ không phải là Ủy viên Trung ương như cái chức mà cậu ta đang có. Vậy vào Bộ Chính trị bằng cách nào? Thật là bế tắc. Nguyễn Phú Trọng án ngay trước cửa Bộ Chính trị thì Nguyễn Thanh Nghị chắc chắn không thể chui vào được. Đã làm chính trị trong triều đình Cộng sản là phải có thủ đoạn, phải độc ác, phải tiểu nhân và phải nhẫn tâm. Tất cả những con người leo cao trong Đảng Cộng sản đều như vậy. Cho nên cuộc chiến giữa phe Ba Dũng và phe Tổng Trọng sau hội trường là những chiêu thức thủ đoạn thâm hiểm nhất và đỉnh cao nhất trong các chiêu thức đó là giết chết địch thủ. Chiêu này cả ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đều dùng. Với Trọng thì ông ta đã dùng chiêu đó với Trần Đại Quang, còn với Dũng thì chiêu đó ông ta đã dùng với Phạm Quý Ngọ và Nguyễn Bá Thanh. Như vậy trong cuộc chiến mà hai người này đối đầu trực diện nhau thì chắc chắn nếu có cơ hội họ sẽ ra tay. Người ta thường nói thương trường là chiến trường, nhưng câu này nó không đúng lắm. Phải chính trường là chiến trường mới đúng. Trên chính trường có kẻ gục chết theo đúng nghĩa đen như trong chiến trường vậy. Như vậy, một khi Nguyễn Tấn Dũng không phản công ông Trọng, thì sẽ bị Trọng tấn công cho đến lúc không còn một chỗ dung thân. Đã có cụm phòng thủ lâu lắm rồi, nếu không triệt hạ đối thủ thì đối thủ sẽ triệt hạ mình. Triệt hạ Nguyễn Phú Trọng đối với Nguyễn Tấn Dũng có hai cái lợi. Thứ nhất là đẩy lùi được sự tấn công của Nguyễn Phú Trọng. Thứ nhì là nếu diệt được Trọng thì con đường quan lộ của Nguyễn Thanh Nghị được nắn lại thẳng tắp và cậu ta sẽ tiến vào Bộ Chính trị ngay trong năm 2021 tới đây. Cho nên đứng ở tư thế Nguyễn Tấn Dũng khó mà không ra tay hạ độc Nguyễn Phú Trọng. Với điều kiện thuận lợi ngàn năm có một đó với bất kỳ kẻ làm chính trị nào, chứ không riêng gì ông Dũng. Nếu kỳ này đầu độc mà ông Trọng không chết thì Nguyễn Tấn Dũng chỉ còn biết trách mình chứ chẳng thể trách ai được. Còn nếu ông Trọng không chết thì sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thanh Nghị sẽ kết thúc vào năm 2021 và rất có thể cả hai cha con gồm ông Dũng và ông Nghị đều phải sổ khám. Và lãnh địa Kiên Giang của ông sẽ được người của Nguyễn Phú Trọng tiếp quản. Gia đình Nguyễn Tấn Dũng sẽ gánh một kiếp nạn rất lớn trong cuộc đời, kể cả là những cuộc thanh trừng từ phía kia. Nguyễn Thanh Phượng cầu cứu, bà Dũng đã xuống tay với Tổng Trọng. Trong thời đại Cộng sản này, tin tức về sức khỏe lãnh đạo là bí mật quốc gia, chuyện hậu trường thì lại càng bí mật hơn. Nhưng họ cố giữ bí mật không có nghĩa là nhân dân không thể bật mí. Từ xưa đến nay, chuyện thâm cung ở Việt Nam cũng toàn là lời đồn, nhưng lạ kỳ là những lời đồn đó hầu hết là trúng. Từ rất lâu, người ta đồn ông Hồ Chí Minh mất ngày mùng 2 tháng 9 chứ không phải là mùng 3 tháng 9. Và thế là sau đó gần 20 năm, chính quyền cũng phải thừa nhận ông Hồ chết ngày mùng 2 tháng 9. Hay như chuyện con rơi của lãnh đạo, sức khỏe lãnh đạo đều là những lời đồn cả. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, dân đồn là đúng. Vậy nên ở Mỹ có minh bạch thì mọi người phớt lờ lời đồn. Nhưng ở Việt Nam, hóng lời đồn mới biết được nhiều tin tức. Vừa qua, Nguyễn Phú Trọng cho bắt Phạm Nhật Vũ và Võ Văn Mạnh để điều tra kẻ đứng sau Amac và tỷ lệ ăn chia trong món lời 7.006 tỷ đồng đó. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, Nguyễn Thanh Phượng như vỏ quýt dày. Cô này rất khôn là đứng đằng sau lập công ty Amac cho người khác đứng tên, để chịu tội thay mình. Sự ma mãnh này của cô Phượng qua mặt ai chứ không thể qua mặt được Nguyễn Phú Trọng. Trong một cuộc họp của ban chuyên án, ông Trọng với tư cách là người đứng đầu đảng bộ ngành công an, đã quát phải lôi cho bằng được con Phượng ra ánh sáng, không có chứng cứ thì bắt Phạm Nhật Vũ và Võ Văn Mạnh bắt chúng nó phải khai ra. Như mọi người biết, Vũ là em trai của Phượng, là sân sau của Trọng, nhưng Trọng vẫn hy sinh tay Vũ này để tóm bằng được Phượng. Tin tức lọt ra ngoài và đến được tay Phượng. Phượng vẫn ung dung không sợ vì bản thân mình có quốc tịch Mỹ, sợ gì cái lão già đó. Nhưng có người lại nhắc khéo rằng Trịnh Xuân Thanh trốn giữa Berlin trùng điệp người, vậy mà ông ta còn cho người sang Đức bắt cóc được. Huống hồ chi, cô là người có địa chỉ hẳn hoi tại Mỹ. Chuyện đó không khó. Ông Trọng quyết bắt cho bằng được cô về quy án là ông ta sẽ bắt thôi. Nghe nói vậy, Phượng hoảng hốt cầu cứu cha của mình là Nguyễn Tấn Dũng. Thương con và bản thân ông Dũng cũng cay Tổng Trọng lắm rồi, nên ông Dũng quyết ra tay một lần với kẻ thù đáng ghét là Nguyễn Phú Trọng. Và kết quả là Nguyễn Phú Trọng đổ bệnh bất ngờ, nhưng không dám nằm ở đa khoa Kiên Giang mà lại phải tháo chạy về Chợ Rẫy để thoát khỏi nanh vuốt của ba Dũng.
Nếu Trọng chết, Nguyễn Thanh Nghị sẽ vào Bộ Chính trị và Nguyễn Thanh Phượng được giải thoát khỏi nỗi sợ lao tù. Chuyện này mọi người có thể tin hoặc là có thể không tin, vì nó vẫn chỉ là một lời đồn. Và lại, những chuyện như thế này không bắt nguồn từ lời đồn thì bắt nguồn từ đâu? Mà những gì đã xảy ra với Nguyễn Phú Trọng không phải là không có cơ sở. Chuyện ông Trọng bị bệnh nhẹ chỉ là cách tung hỏa mù của chính quyền vì họ liệt sức khỏe của lãnh đạo và loại bí mật quốc gia. Cho nên khi nào họ nói ông Trọng bị bệnh nhẹ thì hãy hiểu ngược lại. Và lại, cho đến giờ, nếu ông Trọng tỉnh táo thì báo chí đã loan báo với nhân dân rồi, chứ không phải che đậy thật kín như bây giờ. Có những kênh thông tin tưởng như khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Mọi người hãy nghe và kiểm chứng để biết trước những gì mà thiên hạ chưa biết, thì các bạn biết là phải nghe ai. Nếu đợi báo chí nhà nước thông báo thì những kẻ đó còn mù mờ lắm. Ở Việt Nam, tin đồn luôn chính xác hơn tin từ phía chính quyền thông báo.